Chào mừng các bạn đến với những nhận định nhanh của ngày trader trong ngày giao dịch hôm nay, thứ tư ngày 8 tháng 4 năm 2020. Tất cả đều là nhận định cá nhân và không đảm bảo tính chính xác. Chính vì vậy các bạn nên xem với tính chất là tham khảo thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với chỉ số sức mạnh của đồng đô la Mỹ DXY. Tại đồ thị daily chúng ta thấy là hôm qua chúng ta đã có một cây nến giảm với thân nến rất lớn và nó đã bao trùm lên hai cây nến của hai ngày trước và tạo một mẫu hình Evening Star. Và tại đồ thị nhỏ hơn thì giá cũng đã phá qua trendline đúng với những gì hôm qua mà chúng ta chờ đợi, đó là chỉ sell khi nó phá qua trendline một cách mạnh mẽ và tạo một lá cờ giảm trước khi đi xuống. Thế nên là để an toàn hơn thì hôm nay mình sẽ canh để bán xuống, tức là canh mua lên đối với euro và đô la Mỹ. Hiện tại thì giá đang trong trạng thái điều chỉnh và có thể sẽ mất vài tiếng nữa, và có thể đến phiên Âu chiều nay thì chúng ta sẽ có thể có tín hiệu bán xuống tương ứng với tín hiệu mua lên của euro và đô la Mỹ. Target bán xuống tiềm năng đó chính là vùng đáy cũ tại đây, trước khi chúng ta chờ đợi tín hiệu tiếp theo từ thị trường. Nếu tại đây mà giá đi lên và điều chỉnh thì có thể canh để mua. Tuy nhiên nếu mua ở đây thì target của chúng ta chỉ là vùng đỉnh cũ ở đây, tại vì khi nó quay về vùng đỉnh cũ thì hoàn toàn có thể sẽ tiếp tục đi xuống để tạo một lá cờ trước khi đi lên. Thế nên target mua sẽ rất là thấp, thế nên an toàn nhất là chúng ta sẽ chờ giá phá qua khỏi vùng đỉnh này, sau đó điều chỉnh thì mới nghĩ đến việc mua lên thì sẽ an toàn hơn. Còn hôm nay mình sẽ canh để bán xuống. Tiếp theo là đô la Mỹ và yên Nhật. Thì hôm qua chúng ta cũng có một cây nến giảm, tuy nhiên là xung lượng giảm không mạnh. Và tại đồ thị nhỏ thì từ hôm qua đến giờ chúng ta tiếp tục di chuyển trong một kênh giảm với 1-2. Và nếu giá tiếp tục vòng lại một lần với xung lượng thấp và phản ứng với vùng lần trọng thứ 3 này, và đồng thời là có thể xuống và chạm đến vùng đáy cũ tại đây, thì đây là một cơ hội tiềm năng để mua lên với target ít nhất tại vùng đỉnh cũ này, hoặc có thể đến target cao hơn là vùng trendline. Tại vì khi nó đến vùng này thì rất nhiều khả năng là nó sẽ có một đợt điều chỉnh. Còn chúng ta sẽ chỉ bán khi nào? Chúng ta sẽ chỉ bán khi giá phá xuống và break được vùng đáy cũ này. Sau đó, một mô hình tiếp diễn sẽ là cơ hội để chúng ta bán xuống với target tại vùng đáy cũ tại đây. Hiện tại thì cặp này vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng, và mình sẽ chờ đợi thêm tín hiệu từ thị trường nếu như nó đi như thế này và chúng ta có lần chạm tiếp theo của trendline, đồng thời giá phản ứng với vùng giá trị đây, thì ở đây sẽ là một cơ hội mua lên với target tại vùng đỉnh cũ. Đó là đô la Mỹ và yên Nhật. Tiếp theo, đô la Mỹ và franc Thụy Sĩ thì cặp này đi giống với DXY. Các bạn thấy là mô hình nến cũng tương tự, cả nến daily lẫn nến giờ thì nó đi khá là giống, và chúng ta sẽ chờ đợi gì? Tiếp tục chờ đợi giá điều chỉnh, và một lá cờ như này sẽ là một tín hiệu tuyệt vời sau lần chạm thứ 3. Chúng ta có thể canh để vào lệnh sell tại đây. Stop loss 20 pip. Target tiềm năng hoàn toàn là đến vùng đáy cũ tại đây, và chúng ta có thể thu về 10% lợi nhuận. Và chúng ta sẽ chỉ mua vào khi nào? Chúng ta sẽ chỉ mua vào khi nó có tín hiệu rõ ràng hơn. Ở đây có thể nó sẽ vòng lên và vòng về một lần, và chúng ta sẽ chờ đợi tại khu vực này xem có thể có tín hiệu mua vào hay không, hoặc là chờ giá bứt lên mạnh mẽ khỏi vùng đỉnh cũ này và điều chỉnh để canh mua vào với target tại vùng đỉnh cũ và trendline bên trên. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với đô la Mỹ và đô la Canada. Thì xu thế chính của đồ thị ngày rõ ràng là đang là xu thế giảm giá điều chỉnh này, trước khi hôm qua chúng ta có một cái nến phá xuống và gần như đã về tới vùng
giá trị đáy cũ tại đây. Tuy nhiên sau đó thì nó đã hồi lên. Tuy nhiên thì nó hồi lên với một xung lượng không mạnh và hoàn toàn chúng ta có thể chờ đợi tín hiệu. Lần chạm thứ 3. 1, 2, 3. Để canh sell xuống với target ít nhất tại vùng đáy cũ này. Ở đây thì nó có thể sẽ phá xuống và đi xuống luôn. Nhưng không loại trừ khả năng là nó sẽ có thể về đến vùng này. Sau đó phản ứng với vùng đáy vào đây. Tại đây chúng ta sẽ có một đáy đôi trước khi giá bật lên. Và nếu nó phá qua vùng này chúng ta sẽ chờ đợi để có thể chờ đợi mua vào trong ngắn hạn với target tại vùng đỉnh cũ này. Và tại vùng trên này thì chúng ta có thể chờ đợi để có một lệnh sell dài hạn. Nếu giá vòng ở đây chúng ta sẽ có một lá cờ giảm cực kỳ đẹp trên đồ thị ngày và hoàn toàn có thể chờ đợi target bên dưới sâu. Đó là đô la Mỹ và đô la Canada. Chúng ta cần chờ thêm tín hiệu từ thị trường để đưa ra quyết định. Tiếp theo là euro và đô la Mỹ. Ngược hướng với chỉ số sức mạnh của đô la Mỹ thì hôm qua đã có một cái nến tăng và bao trùm lên hai cây nến của hai ngày trước đó và đồng thời phá trendline trên H1 và chúng ta có thể chờ đợi tương tự như các cặp DXY và đô la Mỹ franc Thụy Sĩ. Thì nếu nó đi như thế này sẽ là một cơ hội cực kỳ đẹp. Với 1, 2, 3 lần chạm trendline chúng ta sẽ có một lá cờ tăng và lệnh tại đây, stop loss bên dưới khoảng 30 pip này và target tại vùng đỉnh cũ ít nhất. Chúng ta có thể hoàn toàn có lệnh hơn 8%, khá là tiềm năng. Mình sẽ chỉ canh để mua lên, còn bán xuống thì hiện tại chưa có tín hiệu bán xuống thì trừ khi giá vòng về và test lại vùng đáy này sau đó vòng lên, chúng ta có thể chờ đợi tại vùng này để canh bán xuống với target tại vùng đáy cũ, hoặc là chờ giá phá xuống mạnh mẽ khỏi hai vùng hỗ trợ này sau đó điều chỉnh thì có thể canh để bán xuống. Tuy nhiên nếu bán ở đây thì target chỉ là vùng này an toàn, chúng ta nên chờ nó phá xuống thì có thể canh để bán với target sâu hơn. Còn trong ngày hôm nay thì mình chờ đợi để mua lên đối với euro và đô la Mỹ. Cặp tiếp theo là bảng Anh và đô la Mỹ. Với đồ thị ngày thì chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng đó là giá đang trong xu thế tăng sau khi nó bật tăng và điều chỉnh và đang tạo một bull flag để tiếp tục đi lên và target tiềm năng chính là vùng đỉnh cũ tại đây. Ở đồ thị nhỏ hơn thì sao? Sau khi nó phản ứng lần thứ 3 đối với trendline và tạo một double bottom thì đã phá lên và nó phá luôn cả vùng đỉnh cũ này và hiện tại chúng ta chờ đợi một nhịp đợt điều chỉnh để canh mua vào và sẽ tiềm năng. Nếu giá di chuyển như thế này chúng ta sẽ có 1, 2 và lần chạm thứ 3 sẽ là cơ hội để mua lên target ít nhất tại vùng trendline và tiềm năng hoàn toàn có thể đi lên vùng bên trên này, hoàn toàn có thể là một lệnh 20% cho bảng Anh và đô la Mỹ nếu chúng ta có một điểm mua lên đẹp. Và chúng ta sẽ chỉ sell khi nào? Chỉ nghĩ đến việc sell nếu nó phá xuống, tức là nó phá khỏi điểm này và điều chỉnh thì chúng ta sẽ nghĩ đến việc là nó có thể sẽ về và test đáy một lần nữa, chúng ta sẽ nghĩ đến việc sell. Còn hiện tại hôm nay mình sẽ chỉ canh để mua lên đối với bảng Anh và đô la Mỹ. Cặp tiếp theo là đô la Úc và đô la Mỹ. Đồ thị ngày thì chúng ta thấy rõ ràng là xu thế tăng là xu thế chính. Giá đang có xu thế là sẽ tạo một lá cờ tăng và ở đây thì nó hoàn toàn có thể sẽ đi xuống để phản ứng với vùng này và chúng ta sẽ có một đáy đôi trước khi giá đi lên. Thấy là hôm qua chúng ta chờ đợi giá hồi về để có một lệnh sell, một lệnh mua lên. Tuy nhiên thì giá đã đi thẳng lên luôn và gần như chạm tới vùng đỉnh cũ tại đây trước khi nó phá xuống và hiện tại thì chỗ này có thể canh để sell xuống trong ngắn hạn. Tuy nhiên thì mình không khuyến khích việc này vì sell xuống thì sẽ đi ngược với xu thế của daily và sẽ tiềm ẩn nguy cơ rủi ro tại vì hoàn toàn nó có thể sẽ khớp lệnh đi xuống sau đó ngay lập tức đi lên và chúng ta sẽ có một lá cờ tăng lớn hơn trước khi giá bật tăng mạnh.
Do đó nên sẽ an toàn hơn nếu chúng ta chờ đợi tín hiệu mua. Có thể sẽ là một lá cờ để mua lên hoặc giá có thể sẽ đi xuống. Sau đó về đến vùng này. Và đây chính là một vùng giá trị chờ mua lên cực kỳ đẹp cho đô lúc và đô la Mỹ. Chính là khu vực này trên đồ thị ngày. Vì thế nên an toàn nhất là chúng ta sẽ chờ để mua lên. Và sẽ chỉ bán khi nào? Chỉ nghĩ đến việc bán khi nó phá xuống khỏi vùng đáy này. Và lúc đó thì target hoàn toàn có thể về đến vùng đáy cũ tại đây. Đó là đô lúc và đô la Mỹ. Tiếp theo là đô la New Zealand và đô la Mỹ. Cặp này thì hoàn toàn tương tự với đô lúc và đô la Mỹ thôi. Giá đang trong xu thế tăng này. Và nó đang có thể muốn tạo một lá cờ trước khi đi lên. Ở đồ thị nhỏ hơn thì sau khi nó đã không thể đi lên thì nó đã hồi về. Và chúng ta chỗ này có thể chờ đợi một lá cờ lớn hơn. Và nếu giá di chuyển như thế này, chúng ta sẽ có 1, 2 và 3 lần chạm trên line. Thì đây sẽ là một cơ hội mua lên rất là tiềm năng đối với đô la New Zealand và đô la Mỹ với target tại vùng đỉnh cũ này hoặc cao hơn. Hoặc chúng ta có thể chờ giá hồi về và chúng ta sẽ có một double bottom trước khi khu vực này chính là khu vực chờ mua lên cực kỳ đẹp dành cho đô la New Zealand và đô la Mỹ. Đôi khi thì chúng ta không nhất thiết phải luôn chạy theo các đô thị nhỏ mà hoàn toàn có thể quan sát đồ thị lớn để chờ giá về các khu vực quan trọng. Ở đây ví dụ mình kẻ thêm một đường ngang tại đây. Chính là khu vực đỉnh cũ này thì chúng ta có thể thấy là chúng ta hoàn toàn có thể kiên nhẫn chờ đợi giá. Khi giá về đến đây hoặc về đến đây thì xác suất thành công sẽ cao hơn rất nhiều là việc chạy theo từng cây nến nhỏ tại các đô thị nhỏ. Những trader thành công nhất là những người thực sự kiên nhẫn nhất. Đó là sự thật. Bản thân mình thì cũng chưa thực sự giữ được sự kiên nhẫn cần thiết và đôi khi vẫn còn FOMO rất nhiều. Mình đang cố gắng để cải thiện bản thân mình. Như vậy là với cặp này thì mình sẽ chờ để mua lên. Có thể là một lá cờ lớn hoặc chờ lên mua lên tại khu vực giá trị bên dưới. Ok. Cặp cuối cùng của Forex là cậu vàng. Cậu vàng thì rõ ràng đồ thị lớn chúng ta đang trong một xu thế tăng này và target tiềm năng chính là vùng đỉnh cũ tại đây trước khi chúng ta chờ đợi tín hiệu tiếp theo, vì tại đây hoàn toàn nó có thể có một nhịp điều chỉnh về sâu đối với vàng. Đồ thị 1 giờ thì sao? Đồ thị 1 giờ thì giá đang tiếp tục tích lũy điều chỉnh thôi. Nếu chúng ta vào lệnh ngay tại đây khả thi không? Hoàn toàn khả thi, tại vì chỗ này hoàn toàn nó đang trong một lá cờ tăng để đi lên. Tuy nhiên nếu vào lệnh tại đây thì stop loss sẽ rất lớn. Nếu chúng ta vào lệnh tại điểm break của lá cờ stop loss bên dưới thì stop loss lên tới 150 pip và tiềm năng lợi nhuận là không lớn, bởi vì giá có thể sẽ vòng lên một chút sau đó tiếp tục điều chỉnh để tạo lá cờ lớn hơn trước khi đi lên. Thế nên an toàn hơn thì mình sẽ chờ một tín hiệu rõ ràng hơn, có thể sẽ như thế này. Và sẽ, nếu có một double bottom tại đây có thể canh để mua vào với stop loss nhỏ hơn dưới 100 pip, khoảng 80 pip đi. Thì nếu lên vùng đỉnh cũ chúng ta có 3,6% và target tiềm năng là 7%. Như vậy là lợi nhuận sẽ cao hơn nhiều so với việc là cố gắng vào luôn tại thời điểm hiện tại. Hoặc nếu giá phá xuống thì ra chúng ta sẽ chờ tiếp tục để mua lên tại khu vực này thuận theo xu thế của đồ thị lớn. Tất nhiên là nếu nó phá xuống thì hoàn toàn có thể chờ sell ngắn hạn. Tuy nhiên thì đi ngược xu thế của đồ thị lớn thì chúng ta có thể đứt tay bất cứ lúc nào. Và mình không khuyến khích điều đó. Tiếp theo sẽ sang phần crypto một chút thì Bitcoin Market Cap. Các bạn có thể thấy là nó đã đi theo kịch bản này và khả năng cao nó sẽ tiếp tục đi xuống và ít nhất về tới vùng này. Như vậy là vốn hóa của Bitcoin sẽ giảm. Vậy khả năng là altcoin sẽ có cơ hội tiếp tục tăng. Với Bitcoin thì sao?
Hiện tại thì các bạn thấy là xu thế chính của đồ thị ngày là xu thế tăng. Đây vào buổi sáng khi Bitcoin phá xuống ấy, chính là thời điểm này thì mình chờ đợi để bán. Nếu chỗ này có một lá cờ giảm thì sẽ là một tín hiệu đẹp để bán xuống target tại vùng này ít nhất. Tuy nhiên thì sau đó thì sao? Sau đó Bitcoin đã không thể điều chỉnh để đi xuống mà tiếp tục đi lên, và mình nghĩ tới một kịch bản khác, đó là kịch bản nó sẽ tạo một lá cờ lớn hơn và chúng ta sẽ chờ mua tại vùng này. Đây chính là điểm mình sẽ chờ mua trong ngày hôm nay, đó là vùng 7.000 và target tiềm năng ít nhất tại vùng đỉnh cũ 7.400 hoặc cao hơn, hoàn toàn có thể lên tới các vùng bên trên. Nếu có một điểm sell đẹp, à, một điểm mua lên đẹp tại vùng 7.000 7.070, 7.100 này thì sẽ là một tín hiệu đẹp để canh mua vào cho Bitcoin. Nếu lượng giá đi như thế này thì sẽ rất tuyệt vời để chúng ta canh mua lên sau khi có một đáy đôi tại đây. Đó là Bitcoin. Bitcoin mình sẽ chờ mua tại vùng này, vùng đáy cũ này. Còn ETH thì sao? ETH thì rõ ràng đang trong một xu thế tăng. Và chúng ta chờ đợi để mua lên. Hiện tại vùng chờ mua lên tiềm năng, nếu giá tiếp tục di chuyển như thế này thì đây chính là vùng mua lên tiềm năng của chúng ta, đó là khu vực sau khi nó phản ứng với vùng đáy cũ này, và chúng ta sẽ có một hai lần chạm thứ ba trên line. Đây sẽ là một tín hiệu mua lên cực kỳ đẹp, nó khoảng vùng 160 đến 161, vùng chờ mua tiếp theo của mình cho ETH. Ok, như vậy là mình đã kết thúc phần nhận định nhanh cho ngày giao dịch hôm nay, mùng 8 tháng 4. Chúc các bạn một ngày giao dịch thành công. Hẹn gặp lại trong các bài nhận định tiếp theo của nghề trader trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.